Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Bộ Trạch hỗ trợ 5,2 tỷ đồng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tăng cường quản lý bảo vệ an ninh biên giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới và công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của chỉ thị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trên các mặt công tác, góp phần xây dựng lực lượng công an cấp huyện chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Tổ chức bộ máy công an cấp huyện được bố trí, sắp xếp hợp lý và từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ công tác chiến đấu cơ bản được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc được chủ trọng thực hiện, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh Quảng Bình đã công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong giai đoạn 1, có 69 cán bộ chiến sĩ công an chính quy được bố trí về các xã của 8 huyện thị thành phố trong cả tỉnh. Sáng nay ngày 23 tháng 9 tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò hiệu quả tính dùng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Bình. Đến nay, vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã phường thị trấn trên toàn quốc, trong đó tập trung ưu tiên cho vay khu vực dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa biên giới và các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong giai đoạn 2016 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với doanh số cho vay đạt gần 222.000 tỷ đồng, góp phần giúp trên 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 775.000 lao động, gần 200.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và trên 108.000 căn nhà ở cho hộ nghèo. Nhiều tỉnh thành phố trong cả nước cũng đã tích cực phát huy vai trò của vốn tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tập trung nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Sáng nay ngày 23 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến 30 tháng 6 năm 2019. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Y tế. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 65 trẻ em bị xâm hại, trong đó có 27 em bị bạo lực, 32 em bị xâm hại tình dục, 3 em bị bỏ rơi, có 5 trẻ tử vong do bị xâm hại. So sánh từng giai đoạn thì tình hình xâm hại trẻ em có giảm. Giai đoạn 2015-2019 giảm 22 vụ so với giai đoạn 2011-2015. Từ năm 2015 đến năm 2019, tỉnh ta chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, đề án và văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong đó bao gồm nội dung về phòng chống xâm hại trẻ em. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát và đại diện các sở ngành liên quan đã thảo luận về một số vướng mắc như một số quy định của pháp luật về tội danh xâm hại tình dục trẻ em chưa rõ ràng, việc xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc còn khó khăn, công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực trẻ em, công tác phối hợp thông tin báo cáo giữa các sở ngành chưa kịp thời.
Các đại biểu cũng có ý kiến bổ sung về một số nội dung trong luật trẻ em, luật giám định tư pháp, v.v. Huyện Quảng Ninh vừa tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với nhân dân xã Gia Ninh. Tại buổi đối thoại, người dân xã Gia Ninh kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về đất đai, nhà ở, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chế độ chính sách đối với người có công, nạn trộm cát vẫn còn lưu hành, vấn đề giao đất giao rừng, một số vướng mắc trong xây dựng nhà ở, phòng tránh bão lụt cho hộ nghèo theo nghị định 48 của chính phủ. Lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị. Những vấn đề mà nhân dân phản ánh, trao đổi tại buổi đối thoại đều được các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn trả lời cụ thể đúng thẩm quyền. Từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Bố Trạch đã xây dựng thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chăn nuôi thủy sản giai đoạn 2016-2020, đề án chăn nuôi giai đoạn 2016-2020, đến nay huyện đã tổ chức tiến hành nghiệm thu và giải ngân đối với đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đề án chăn nuôi hơn 5,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi hơn 4,7 tỷ đồng, hỗ trợ cho chăn nuôi trên 460 triệu đồng. Thông qua sự hỗ trợ của đề án, nhiều mô hình hay đã phát huy hiệu quả và có sự lan tỏa như mô hình cây dược liệu, mô hình trồng nấm, mô hình trồng rau sạch Việt Gáp, mô hình chăn nuôi dê. Một số nhãn hiệu, thương hiệu nông sản gắn với định hướng phát triển của đề án đã xuất hiện trên địa bàn như nấm xoay Tuấn Linh, rau sạch An Nông, cà gai leo Thanh Bình, tiêu Phú Quý. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tháng 8 năm 2019, khối lượng vốn đầu tư nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên 374 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách trung ương quản lý 99,4 tỷ đồng, tăng 7,9%, vốn ngân sách địa phương quản lý 275 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng đầu năm 2019, khối lượng vốn đầu tư nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh thực hiện trên 2.400 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư ở các ngành lĩnh vực tăng so với cùng kỳ năm 2018 như sản xuất và phân phối điện nước, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, thông tin và truyền thông, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, nghệ thuật, vui chơi và giải trí, hoạt động dịch vụ cá nhân cộng đồng. Các lĩnh vực giảm như nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, thương nghiệp, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ an ninh quốc phòng, quản lý nhà nước. Trong thời gian qua, vốn đầu tư nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung thực hiện các công trình dự án về giao thông, thủy lợi, quản lý nhà nước, giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Hiện nay, nguồn vốn đang được tiếp tục đầu tư thi công các công trình dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Cha Lo đạt khá. Các cơ quan đơn vị liên ngành tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động tại cửa khẩu đảm bảo thuận lợi nhanh chóng. Công tác kiểm tra kiểm soát thông quan hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng ứ đọng hàng hóa, xe cộ và người qua cửa khẩu. Trong tháng 8, lượng hàng hóa xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt trên 255.749 tấn. 8 tháng đầu năm, tổng sản lượng hàng hóa đạt trên 1.778.000 tấn. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu quả cảnh trong 8 tháng đầu năm đạt trên 1.170.000.000 USD, đạt 127% so với cùng kỳ. Hiện nay, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm do lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất cấm, các mặt hàng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Để góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những năm qua, các ban ngành đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khuyến khích, vận động các hộ dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh đã chủ trọng gắn với lợi thế của từng vùng, từng địa phương như nuôi gà thương phẩm, thỏ ruby, lợn bản, chế biến nước mắm, cá khô, bánh đa, tí bột nghề, trồng rau sạch, cung cấp các mặt hàng nông sản, thực phẩm an toàn cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Riêng về các cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 28 hợp tác xã, 62 tổ hợp tác với hàng trăm sản phẩm có thương hiệu uy tín, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường như khoai gieo Hải Ninh, nấm xoài Tuấn Linh, dầu lạc Phong Nha, cà gai leo, mật ong Tuyên Hóa. Thời gian qua, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo ở huyện Minh Hóa ngày càng được nhân rộng. Đến nay toàn huyện có 530 mô hình của phụ nữ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để có những kết quả đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Minh Hóa đã tạo điều kiện cho hội viên nắm bắt khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, đồng thời giúp hội viên có nguồn vốn để phát triển sản xuất. Hội đã tín chấp ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện
giúp trên 3.500 hộ được vay với số vốn gần 130 tỷ đồng. Ký kết với Ngân hàng Liên Việt giải ngân trên 5,2 tỷ đồng cho 108 thành viên có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn. Bên cạnh đó, các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với nhiều hình thức như giúp vốn, ngày công, con rồng, tư vấn cách làm ăn. Nhờ đó đã tạo động lực cho nhiều chị em mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư mô hình kinh tế trang trại gia trại, nâng số mô hình của phụ nữ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp toàn huyện lên 530 mô hình, tăng 41 mô hình so với năm 2016. Trong đó có thêm 100 mô hình cho thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009-2019, thị xã Ba Đồn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dân vận khéo để nhân dân hiểu và đồng tình hưởng ứng. Như vậy, trong quá trình xây dựng công trình công cộng như mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình phúc lợi, nhân dân các địa phương đã tự nguyện hiến gần 5.500 m2 đất, 2.200 mét hàng rào và dỡ 128 cổng xây kiên cố. Ngoài ra, nhân dân còn tự nguyện đóng góp trên 15.300 ngày công lao động để làm các công trình phúc lợi. Tổng trị giá người dân đóng góp qua 10 năm xây dựng nông thôn mới là trên 44 tỷ đồng. Năm 2019, Ba Đồn sẽ phấn đấu có thêm ít nhất một xã cán đích nông thôn mới, các xã còn lại bình quân đạt 17,7 tiêu chí trên một xã. Thưa quý vị và các bạn, xác định biên giới là phên dầu của quốc gia, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Những năm qua, Sở Ngoại vụ Quảng Bình đã tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương và đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn. Xã Thượng Trạch huyện Bố Trạch có hơn 50 km đường biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Lào. Đây cũng là địa bàn có phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống. Với đặc thù trình độ dân trí thấp, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp cũng như các ngành đoàn thể đã quan tâm hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sống. Để góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, hàng năm Sở Ngoại vụ Quảng Bình cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân về các chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định về công tác biên giới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tuyên truyền về chống buôn người, về bên phòng chống ma túy, về không được vượt biên giới, buôn bán các cái vật nổ, về các cái vật quỷ hiểm hoang dã. Bây giờ bà con đã ý thức đã tốt, chấp hành tốt về cái chủ trương đường lối của mấy chủ đã tuyên truyền. Để nắm chắc tình hình và thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác biên giới, Sở Ngoại vụ Quảng Bình đã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với đồn biên phòng Côn Rang, đồn biên phòng Cà Rong, đóng quân trên địa bàn xã biên giới Thượng Trạch để thực hiện các nội dung liên quan về công tác biên giới. Trong đó, cập nhật các thông tin văn bản quy định của nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào thực hiện công tác tuần tra song phương, bảo vệ đường biên và cột mốc trên địa bàn quản lý. Đồng thời, phối hợp triển khai kịp thời các chính sách của tỉnh trong việc thực hiện thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giả thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam và Lào, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Thời gian tới thì giữa đồn biên phòng Côn Rang với Sở Ngoại vụ thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trên cơ sở là thực hiện để mà thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ trong khu biên giới cũng như trong cái hiệp định cơ chế biên giới Việt Lào trên địa bàn, thì tiếp tục tổ chức quán triệt cho mọi người trong địa bàn khu biên giới và các cơ quan chức năng địa bàn nắm chắc và thực hiện đúng các quy định của cái hiệp định cơ chế biên giới Lào, các văn bản quy định để thực hiện cho tốt. Tiếp nữa là phối hợp chặt chẽ với cái lực lượng và biên giới của bản đối diện, là cùng phối hợp thực hiện tốt cái nhiệm vụ công tác là tuần tra ở biên giới và giữ gìn ổn định an ninh trật tự trong khu vực biên giới giữa hai bên. Việc tăng cường phối hợp giữa các ngành địa phương và các lực lượng chức năng trong thực hiện công tác biên giới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây cũng là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn khu vực biên giới, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong chiều ngày 23 tháng 9 năm 2019.